Ui ra coi, không biết khi nào mới cái đám bão này, cái mưa này mới qua coi nè cả nhà. Sống cỡ này đây, cỡ này có mấy kìm ghe luôn á. Trời ơi, coi nè Cường, xin chào cả nhà nha. Hôm nay Cường đi bắt ong gừng tiếp tục cả nhà ơi. Hiện tại là đang ở trong gừng bần nha cả nhà. Sớm giờ mới vừa lội vô cả nhà ơi. Vô đây gặp được cổ ong mà anh Hiếu anh bắt anh quay nha cả nhà. Sẵn đây Cường chào cả nhà trước luôn. Nói chung ra là đi mấy gừng này nó rất là nguy hiểm nha cả nhà. Tại vì kiểu như là thứ nhất là lạc đường, thứ hai nữa là đói rồi khát, rồi thêm mũi này kia nó chích, rồi nhiều cái sự cố xảy ra lắm. Cho nên là vô đây mình thì không có đi một mình được, nó phải đi, nói chung đi mình vẫn được, nhưng mà đi cái kiểu dạng như là mình đi phạm vi, trong phạm vi là ngắn gọn thôi, chứ đi sâu vô quá cũng không mấy. Tại vì cái này nó như cái bùng binh vậy, cái nhà nó vòng tròn bự lắm. Còn đi, tại vì còn đi 4 người là mà đi có thể là nửa tháng hoặc một tháng mới giáp còn á. Thì cũng vẫn nay, hôm nay thì nói chung là đi có 3 người chung với chú Bảy. Cường không đứng lúc đẳng với anh Hiếu hả? Trời ơi, có cái quạt nữa hả, ghê vậy. Đầu tư dữ à, lấy cái quạt ở nhà. Anh Hiếu đang quán gọi, đừng bị chuẩn bị bắt một tổ ong rồi cả nhà. Tổ ong này nó đóng thấp lắm. Để qua đây cùng quay cái nhà xem. Hiếu cho Hiếu sáng sớm Hiếu mở hàng trước nha. Tại Cường không có duyên mở hàng cho nên là không có mở hàng được. À, anh Hiếu. Chào cả nhà anh Hiếu. Cỡ chết luôn. Cỡ rồi hả? Hello, xin chào cả nhà. Đã đến với kênh YouTube của chú Cường, chú Uy. Quảng cáo thì ghê quá. Thì chỗ ông nó nằm ở trên đầu Cường nè. Ông này còn sót cái nhà ơi. Hả? Không biết nữa. Con không biết cái phần kiểu sao nữa. Nè cả nhà. Ô ông đó cả nhà thấy chưa? Thì anh Hiếu anh sẽ bắt ổ này nghe cả nhà. Cường đi kiếm ổ khác cùng quay. Thì bể một chút nữa có ổ Cường sẽ quay cái nhà xem nha. Lội đi kiếm nó mất thời gian lắm cho nên không có quay cái quá trình đi lội được. Cường mới đút cái giò vô đây cả nhà ơi. Bị cua biển nó kẹp cái giò. Nè, nó rụng càng luôn rồi nè. Nó kẹp một cái như trời nhán nha trời ơi. Nè cái nha. Chắc gách thịt luôn hay gì rồi, đau quá trời đau rồi. Con cua biển nằm đây nữa nha. Nè, dấu giò nó bấm lự chân nè. Nó. Còn đi còn thấy nó nãy giờ rồi mà kiểu dạng thấy. Trời ơi đau. Ây da. Mang có đôi giới mà còn chịu không nổi nữa. Ôi hư gách cái giò luôn thiệt rồi. Bà mẹ ơi. Bắt nó luôn nè cả nhà. Lấy cái giới này thọt vô cái tay chứ không có gì bắt hết trơn á. Để còn dựng camera xuống nha. À, mũi chích quá. Nó kẹt lủng cái giò còn. Lấy cái giới chồng vô cái tay. Thọt vô bắt nó. Ây da, trời ơi. Ây da, bỏ càng hết trơn luôn rồi. Này cả nhà. Còn cái càng đâu tiêu hết cái. Gụng càng. Nằm trong cái hang thà lội. Con này cũng bự lắm á. Kẹp bỏ càng luôn. Dễ bắt cả nhà ơi. Để còn đi kiếm hang dắt vô đi bắt cua biển luôn á. Cho anh Hiếu với chú Bảy cùng dạ, chết ba luôn rồi, con mắt luôn rồi. Chú mắt. Chú Bảy cần đi bắt ong đi. Dính mắt đen thui lùi luôn rồi. Cường không có bắt cua biển nào giờ cái nhà ơi. Tập bắt thử coi. Có cái bịch bỏ vô. Cái bịch bỏ vô nha cả nhà.
không có gì buộc chân. Rồi con đầu tiên để con kiếm có hang để con thọt cho cả nhà xem nha cả nhà. Phát hiện cái hang này nè, nó cũng có dấu, nó không biết phải không nè cả nhà. Nói chung Cường cái này cũng không có gành nữa cả nhà ơi, thọt đại nha. Ê, ê có cả nhà, có. Ô cua này bự luôn. Ê, kẹp ai da kẹp. Cô lý quá trời cái này ơi, nhắc này trúng ổ rồi, nhưng mà không ai bắt hay sao á. Cái đuổi cái giới giò nha cả nhà, cái giới giò để mà không có cây nó mới ghê chứ. Nằm chỗ mấy cái hang thà lòi á. Ui. Ui. Dạ. Ừ nó kẹp. Đây này cả nhà. Con không bự cả nhà ơi, trọng không à. Chứ không phải gọi là bự. Nè cả nhà, cả nhà thấy chưa, không biết còn con nào không nha, để nó đó đi chặt vô tiếp. Sâu quá, chạy sâu à. Đấy cùng moi ra cái mới được. Cái hang mới còn không, nhiều khi nó ở cặp. Hết rồi cả nhà ơi. Con một à. Mồi này cực quá ta. Dơ quá. Điện thoại cả nhà. Nè cả nhà. Con này cũng được à. Hai con cỡ một. Đó, hai con rồi đó, cho vô bịch nha. Nói chung lần đầu tiên Cường bắt cả nhà ơi, cho nên là cũng không có gành nữa. Có gì bông cả nhà bỏ qua nha. Rồi Cường ốp máy nha. Cả nhà nhìn kỹ thấy nó nhầm nhóc chân không nè. Nó có cái hang cho đó đó, để Cường thọt thử cả nhà. Nói chung là Cường nói lại một lần nữa là Cường chỉ biết là thọt thôi chứ thật ra không biết nhìn dấu hung nha. Tại coi anh em mà bắt trước thôi chứ thật sự là cũng. Ê. Dấu cua lột. Rồi. Ủa sao kỳ ta? Nó bị quẻm luôn rồi. Nè cả nhà. Trời ơi. Cua sữa. Bà ơi cua sữa. Hèn chi thọt vô mềm èo với chuối vậy. Cua này bắt không ta? Trời ơi đứt luôn cái càng con nhỏ rồi. Cua sữa cả nhà ơi, mịt mèo à.
thôi tha cho nó đi. Củ sữa nè, càng nãy rụng luôn rồi, không biết cái gì trong đây nữa. Trời ơi, nước không có gì đâu, rụng càng rồi. Bỏ luôn cả nhà ơi, lột tiêu rồi. Còn mới vừa phát hiện đây có một cái hang đó nha cả nhà, đây nè, cái dấu nó bấm nè. Còn mới bước dò tới đây luôn, quấm xước 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 hết trơn cả nhà ơi. Dựng camera xuống còn bắt nha. Vậy ta. Đây có cả nhà ơi. Có mấy chui xuống cái lúc dưới luôn. Chui xuống lúc dưới luôn. Dựng camera lại. Chui xuống lúc dưới á. Cái bự nhỏ là đụng đụng nữa. Còn chùm cái đầu đây đừng cho mũi chích nha, mũi chích quá. Trời ơi trời, cái đầu nó chung. Chung biệt vô dưới á. Chung xuống hang thờ lội. Đào cái lỗ rồi chung xuống đây được luôn trời. Ây da. Không. Trời ơi mệt. Cái mấy cây chọt nó mới được. Nằm lúc dưới á. Dưới sao bắt nó chạy. Trời ơi, sâu dữ vậy. Sâu lúc chỉ dưới à. Hoặc ngập cái giò còn luôn, chưa đụng nó nữa. Cái gì ta? Hột hột vô kẹt cái giòi nó nhìn thấy cho nó tiêu luôn. Thôi bỏ đi, thấy ghê quá. Thấy ghê quá cả nhà ơi. Đầu rồi nè cả nhà. Ê, có cái cua nhỏ hay vậy, mới thọt vô đụng nó nè. Trời ơi bà khía. Khía cái này một xíu à, bắt chính con nào mình xào con đó. Ê. Cho vô bịch luôn này, bắt dính chưa cua kia cua sữa chứ thôi cũng ngon. Kia này nó leo cây hay lắm đó nè.
Muối chích. Tiếp tục. Cát lồi. Ý, trời ơi, chút xíu nữa hà. Chút xíu nữa hà. Đi cục lao camera cái nha cả nhà. Đây cả nhà. Cả nhà thấy ai đưa càng ra không? Nè. Đưa càng ra nè. Thọt cái tay vô nó kẹp. Nó kẹp hụt. Ừ, vậy đây lên sình hết trơn luôn rồi. Trời ơi, hai con luôn cả nhà ơi. Vô mánh nè. Hai con luôn. Đó, nó kẹp kìa. Cường không có đồ nghề đầy đủ nên cho nên cũng hơi ghê ghê cả nhà ơi. Đó, thấy ghê không? Như hai con hay con ta. Không biết mấy con nữa. Trời ơi. Nè cả nhà. Còn coi nha con. Ê trời 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 nó kẹp. Ê hai con cả nhà ơi. Hai con luôn. Dưới đây còn luôn. Hàng khủng. Ôi ôi ôi. Còn nằm ở dưới sình đó con nữa. Nó dùi dưới sình nữa. Sao bắt được nó trời. Nó đưa hai càng thấy ghê quá vậy. Nó. Ui. Ui. Nó kẹp nghe kịch kịch vậy. Ôi ôi trời sao bắt. Sao bắt đây trời. Ôi. Nó kẹp nghe kịch kịch vậy. Đây là con lội quằn thôi mấy cái đường nước này nè cả nhà. Mới chịu làm mấy cây móc mới được. Con này bự cái nha. Cho mày lên đây đi. Còn dưới đây con nè. Úi, úi, trời ơi trời trời. Con vui con xình. Ây da. Thấy ghê quá vậy. Hai em. Coi nào. Nó ở chung với hàng cái thằng lòi. Không có tay nữa. Cái này buộc sao ta? Cái này buộc sao cả nha. Không có tay cầm nữa. Bỏ đây nó bò đi mất liền. Cái đồ đựng còn để đằng kia lận. Lúc đang nắng luôn. Con bự con nhỏ đứng thủ cái thế nhìn thấy ghê không cả nhà. Ừ, coi nào. Ôi ôi kẹp đây để dựng camera xuống cái đi Cường rồi Cường bắt nó lại rồi rửa nó. Ui ra coi. Kẹp thấy ghê không anh? Nó kẹp vô cái sao kỳ vậy? Trời ơi, em bắt dễ quá, sao thấy nhìn thấy ghê quá vậy? Sao bắt nó trời? Không bắt được cái nhà ơi. Bắt đường cua này chắc tới tối luôn á. Ôi. Ôi. Ôi.
da. Trời ơi sóc dầm nữa chứ. Thôi để giờ tạm dừng clip nghe nha, đắp mấy cua lại rồi cái lấy sình đắp lại rồi mới đầu lấy ăn lấy đầu đựng nha. Không ai bắt cua mà đựng như cường vậy. Đựng bằng cái bịch. Hết thời chứ. Con này nó cứ cố thủ ở đây. Ơi trời. Ủa? Sao ba con? Trời ơi. Ủa sao ba con nó chuối sình cái nhà ơi. Chuối vô lỗ rồi nè. Ủa sao kỳ. Trời ơi. Ba con luôn. Má ơi, nào giờ mới trong đời mới thấy. Ủa hai con chứ lộn. Hổ rồi. Hết hộn luôn, đâu ba con chứ. Bắt nó khó quá. Rồi, bắt được tay này cả nha. Hai con hết biết luôn. Để còn rửa lên cái mới được. Rửa lên cái quay cho cả nhà xem mới rõ hơn. Xuống cái nước rửa lên cái nha. Nè cả nhà. Hai con. Con bự con nhỏ. Cái suối bỏ vô. Không biết buộc cả nhà ơi. Mới chịu tìm hiểu cách buộc sao đi. Tại đang đi ông thấy có hang nó rồi thành ra cùng. Bắt thử thôi chứ. Chứ có biết buộc gì đâu. Một em vô hang. Đó. Con thứ hai được 4 con rồi đó cả nhà. Tổng hết là được 4 con rồi nè. Chứ con cua kia nãy nó bị ấy nữa. Rồi, giờ để Cường tắt video nha. Rồi kiếm nữa có quay cho cả nhà xem. Ây da. Trời ơi, con cua nằm trong đây cả nhà ơi. Mới kẹp. Kẹp hụt. Miếc bự nhỏ rồi hay. Kẹp luôn. Miếc cua hay ba khía nữa. Khía gì nhỏ xíu ta. Cua con nhỏ quá. Nhỏ xíu à, thả đi. Bự bự thôi bắt nha.
tiếp tục cái nhà này. Mấy cường mới bắt được cũng được 2 lít mấy nữa cơ nha. Mà nãy tại ham mấy con cua quá đi bắt cua mình mấy giờ sẵn bắt luôn á. Con vật này im quá ta. Có nào ém đây không? Con vật này lúc đó có nó ém này. Ấy da. Mẹ cua biển trời. Có nữa hả? Ừ. Chạy rồi. Lúc còn trên nữa. Đụng vô nó kẹp con liền. Lúc còn trên. Tiêu rồi. Nằm dưới gốc bằng. Bảy bảy liền con đi giới bảy. Giới bảy á. Tiêu rồi. Tiêu chạy. Em đâu tiêu luôn. Hay thiệt. Thiên nhi nằm đây thiệt mà. Bò ra hết tiêu trời. Nó dưới nước lẹ lắm. Tiêu luôn nha ơi. Sảy luôn. Nước nhiều quá trời chạy ra luôn. Có dấu anh em là bắt cua ở đây rồi nè. Thục quá trời thục đây luôn. Hàng đây nè. Đưa hào camera nè. Hình như có em đây cái gì cái nhà ơi. Đây 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 có cái nhà ơi, có đây nè. Cuộn thục đó cái nãy nó bò lên đây nè. Cái nhà thấy không nè. Cua này nhỏ không bự không đó cái nhà. Cuộn thục cái nó bò ra nha. Cả nhà đứng đó cả nhà coi nha, cần thục cho nó ra. Cây cây à. Không chịu ra tơi. Lỗ nhỏ quá.
lỗ nhỏ quá. Ủa, cua này trọng chứ bữa đâu có nhỏ đâu cả nhà. Cái này là ngon nè, cua thiên nhiên. Ê, gãy hết cái càng luôn. Còn cây mà nó hung con nè. Đây cả nhà. Con này bự rồi, gãy hết cái càng. Trong cường không biết bắt cái nhà ấy, cho nên là nó như vậy nha. Nè. Mấy cua nãy cường kêu chú Bảy cường đem ngoài hết mớ rồi. Cả nhà thấy sướng ghê không? Đem nãy đem hết ngoài hết 4 con cua rồi. Con này nó là con thứ 5. Cua này chắc lắm cả nhà. Biết còn con nào không nữa. Bắt cua mà cho chú bịch. Mẹ anh em bắt cua coi cười chắc đau bụng luôn. La coi anh em xuống đây coi chiếc cưỡng bắt cua mà cho chú bịch nè. Ngon lành. Để coi còn con nào nữa nha. Tôi nghĩ chắc con còn nè. Con một cái nhà ơi, hết đây. Dạ. Đây. Con một à. Vậy cũng được rồi cả nhà ơi. Nè. Thôi để cường ốp máy nha, đi tiếp rồi quay tiếp cái nhà. Qua wow, trời con bà kia nó bự rồi cả nhà ơi. Bà kia khổng lồ. Trời ơi. Coi nè. Nhìn đến đâu của biển không à. À nhà bà khía quá trời bự luôn. Bự lắm nghe nhà, mấy con này hay lắm, bò ăn cây này kia. Rồi cho nó vô, cho nó vô vỏ luôn. Kệ đi, lụm con nào bắt được con nào mày bắt. Đồ thiên nhiên mà. Cái này luộc ăn cũng ngon lắm á cả nhà, chứ nó đâu phải là dở đâu. Tại cường đó cường cũng từng mua bà khía luộc và ăn 70-80 ngàn ký á. Nó bự rồi nè, ngang ngửa con cua đồng mình luôn á. Đi kiếm tiếp cái nhà, gắng gắng kiếm thêm con cua nữa. Trong đây tối tăm thấy ghê không? Bắt từ sớm tới giờ 5 cua cái nhà ơi. Không biết Hiếu bắt có ông mặt ông không nữa. 5 cua mà cua trọng trọng không à, thục hàng muốn xỉu luôn. Nãy giờ xảy mấy con rồi, nó nằm dưới nước á, cua tay đụng nó cái nó kẹp bụp cái giật ra nó chạy. Nó bắt cua đụng dưới nước á, nhấn xuống nước luôn, nhấn gì nó kẹp đau chết. Trời nó thịnh đem lên. Trời ơi, anh buộc nó lại rồi hết trơn hả? Có đâu, nè nè buộc lại luôn đi, em không biết buộc. Tượng con nữa à. Gãy càng rồi. Ờ, gãy càng rồi, chị ơi. Ừ. Gãy con cái hả? À. Cua đi đâu nè, đó nè. Đó, thấy chưa? Trời ơi, buộc hay vậy? Trời. Này. Hơn mấy năm. Con nãy em thọt vô con đầu tiên á, nó kẹp cái giò em. Con thứ hai kẹp xíu nó cục tay luôn rồi. Ồ, ngon ghê nè. Cua già không á chứ. 5 con. Đó, con cua này nè, xíu này. Gãy luôn rồi, khói luôn. Đâu? Gãy luôn hả? Ừ, khói. Cua này xíu nó kẹp cục tay rồi. Không, con này nè. Con này nè, tí dấu nè. Tí dấu nè. Nếu biết hết trơn à. Nó kẹp em á chứ em thọt tay vô em tính đâu, nó đâu có trong đó đâu, nó nằm cái hang cặn quá nhách à. Ừ, thọt vô nó làm búp. Đây. 5 con cua nghe cả nhà. Đâu. Nó. 5 con. Càng đây là mồi gì? Con là mồi gì nè? Con mình luộc. Luộc đúng hả? Đâu lấy mật ong quay cho cả nhà xem luôn ơi, được mấy lít đâu.
đừng đi không đem bột gì bỏ nhóc không đem bắt hết đâu. Vậy là cũng được rồi cả nhà, từ là tại vì lần đầu tiên cùng cùng mò luôn. Đâu? Đó. Ôi ơi. Còn nữa. Đó. Được mấy cái mọc hay. Ừ. Mật ong nè nghe cả nhà. Mấy anh em bắt này cầm cầm lên hết luôn thiếu. Cầm lên hết. Còn nữa không? Có 3 3 4 lít gì không? Đó. Trời đất ơi. Còn cái này. Trời đất ơi. Không có hết bọc đựng luôn. Rồi vô vô bọc cái này nè. Hử? Bọc đựng đâu? Hết bọc rồi, để bọc này luôn. Chắc có 4 lít ha. Có đó không? Chắc là không tới 3 lít mấy. Mặt nó khá là đẹp luôn đó nha. Về nhà cân quyết liệt. Ừ, về nhà cân vô bịch lại. Nói chung là cũng còn hơi ấy nghe cả nhà. Rồi thì để bây giờ Cường xin up video cả nhà ơi. Giờ đi tắm cái máy như kia nè. Khủng long hơn là ấy nữa. Còn cắn banh mặt mẹ chơi rồi. Xong phim luôn. Sống rồi. Hên là bữa nay đi có 4 người, 3 người. Có sống rồi. Đó, ui. Trời trời sống. Bật mé mà sống rồi nè cả nhà. Trời ơi. Hết phương luôn. Ghê người ta giờ ta ngưng chạy cho người mình gán chạy tại đường xa mình về cả nhà ơi. Thì đáng lẽ là phải núp vô mới đúng. Chúng một. Có thứ rồi. Trời ơi, gió liệt luôn kìa. Gió liệt còn băng nữa nha. Trời ơi, cái gì vậy? Nguy hiểm quá cả nhà ơi, nói vậy đi sông nước nguy hiểm. Mưa lớn quá lớn hết cái đường luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi sống rồi kìa. Trời khủng rồi cả nhà ơi. Cả nhà coi sống rồi kìa. Chạy không được luôn. Giờ tấp vô mé luôn rồi nè. Tấp vô mé luôn, bây giờ chạy không được luôn, bây giờ dính ở đây luôn rồi. Không biết khi nào mới cái đám bão này, cái mưa này mới qua con nè cả nhà. Sống cỡ này đây cả nhà, các bạn kìm ghe luôn á. Trời ơi con nè. Quá trời luôn rồi. Này vợ con nó thấy cảnh này thiệt chứ. Sao héo cắt đĩa vậy câu anh thiếu. Camera nó vô nước thế nó hơi ghè nha cái nhà thông cảm nha. Vừa bắt mặt ong vừa bắt cua biển rồi bây giờ cái này không về được luôn. Ê, cái gì dữ vậy bấy? Đập vô chìm không? Thì đó. Quá trời luôn rồi. Đánh mưa đi ông ơi, cho con về ông ơi. Thì đen thui mịt mù hết trơn, chừng nào về tới nhà. Sống thì ghê cả nhà. Ở trong ghé là như vậy nha, còn ở ngoài giữa là cả nhà ghe này ra ngoài nên cái một hả. Từ hồi nào giờ là trận này là dữ nhất trong lịch sử trong đời luôn. Trời ơi, có cả, trong ghé mà vậy nè. Có lên một trắng không à. Trời ơi kìa. Kìa. Quá trời luôn rồi. Hiểu
thôi còn ốp máy nghe nha, để còn về tới giờ đục mưa cái mới được.